Trân trọng kính chào khán giả của VTV. xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ hai, 23 tây tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, ngay khi đặt chân đến Nhật và có cuộc họp báo với Thủ tướng Kishida, thì Tổng thống Joe Biden của Mỹ đã bắt đầu gây sóng và có thể nói là làm cho Trung Quốc rất là khó chịu. Chắc quý vị cũng đã nghe tin sáng nay trong chương trình Breaking News là tổng thống Biden nói là Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc tấn công. Thì sau đó Trung Quốc đã rất khó chịu và có phản ứng nhưng mà phản ứng chưa chưa ráo mực chưa tới đâu thì theo đài truyền hình NHK của Nhật tường thuật thì trong buổi nói chuyện với lại thủ tướng Kishida, tổng thống Biden còn bày tỏ là ông ủng hộ việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ông ủng hộ việc nhật trở thành thành viên thường trực của hội đồng này. Thưa quý vị, hai cái tuyên bố này của ông Biden rõ ràng gây sóng gió ở việc vùng biển Đông Á, nếu không muốn nói là cả thế giới. Ờ, sau đó thì đương nhiên Trung Quốc là không có hài lòng, bởi vì thưa quý vị, hiện nay thường trực hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc là năm quốc gia Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và nga có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào của hội đồng Bảo An. Và từ lâu nhiều người muốn cải tổ hội đồng này nhưng mà những năm nước này họ có quyền phủ quyết là không muốn cho ai vô hết mà nếu bây giờ ông mỹ mà đề nghị mà ủng hộ ông nhật vô mặc dù chuyện đó rất là khó có thể nói chắc chắn là trung quốc sẽ chặn cái chuyện này nhưng mà khi nghe như vậy là trung quốc họ sẽ sôi máu là bởi vì nhật với trung quốc vẫn còn những cái sự thù hằn từ cái là thập niên 1930 mà khi mà nhật đô hộ trung quốc quý vị chắc còn nhớ cái gọi là trận thảm sát nam kinh thời đó là thủ đô của Trung Quốc mà sau này người ta tố cáo là Nhật đã giết, đốt nhà và hãm hiếp đàn bà và trẻ em và số người chết lên cả 200.000 người. Và hiện nay ở tại Nhật vẫn còn cái ngôi đền gọi là Yasukuni mà trong đó thờ những người mà bị Trung Quốc và Nam Hàn coi là tội phạm chiến tranh. Mỗi lần các chính trị gia của Nhật mà đến đây thì là vùng biển Đông Á nó sôi máu. Mà bây giờ ông Biden lại đòi ủng hộ Nhật vào trong thường trực hội đồng bảo an tức là ngồi trong đó là ngồi suốt đời cho tới khi tắt thở có nghĩa là gì ngồi chung mâm với bắc kinh điều đó là một điều cực kỳ sỉ nhục đối với bắc kinh thì thưa quý vị ông biden tuyên bố cái đó hai cái chuyện sinh đền sáng ngày hôm nay rõ ràng là làm cho trung quốc khó chịu và trung quốc đã phản ứng dữ dội nói rằng Ông Biden phải coi chừng 1 tỷ 4 dân số Trung Quốc và Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ một hình thức nào mà để cho Đài Loan thoát khỏi cũng như mà khiêu khích của ông Biden. Và trở lại cái chuyện mà sáng nay khi mà ông Biden nói rằng là sẽ bảo vệ Đài Loan thì trong cái buổi họp đó với lại ông Kishida, nhân viên của Biden phụ tá của Biden họ ngạc nhiên, họ trồm người tới họ coi ông nói cái gì. Sau đó khi ông nói cái chuyện đó họ cồi cúi gục xuống coi như không biết gì cả bởi vì họ không ngờ là ông biden nói câu đó ở tại đất nhật thì sau đó nhân viên tòa Việt ốc mới gọi là xác minh lại bảo rằng là chính sách của mỹ đối với đài loan không thay đổi có nghĩa là vẫn áp dụng chính sách một trung hoa có nghĩa là chỉ thừa nhận trung quốc mà thôi không thừa nhận đài loan đó nhưng mà sau đó khi mà phóng viên hỏi ông biden là có phải ông muốn nói là ông bảo vệ đài loan bảo đúng tôi bảo vệ đài loan thì cũng trong chương trình Đài Fox News sáng ngày hôm nay Ông New Gingrich Cựu dân biểu tiểu bang Georgia Và là cựu chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa Đã khen ngợi Cái lời tuyên bố của ông Biden Bảo đánh như vậy là đúng Và ông New Gingrich đã chỉ trích Nhân viên của Biden là khờ dại Khi mà Gọi là điều chỉnh cái lời ông Biden nói Ông Gingrich ông bảo là cái vấn đề gọi ra là gì? Nói như vậy là không được. Ông Biden nói như vậy là ông Biden nói nghĩa là đúng chính xác. Và ông Nick nói như sau, tôi nghĩ rằng tất cả những cái người quan trọng đó, làm việc ở trong cái tòa ốc là đều là thành phần cánh tả cứng đầu, thấy không? Đã cảm thấy lo sợ với thế giới. Và tôi nghĩ ông Biden đã nói thẳng cái chuyện đó là điều đúng. Và tôi tin rằng như quý vị biết, phải không? Tôi đã từng viết cuốn sách về ông Trâm đối với lại Trung Quốc và tôi đã đưa ra tất cả những cái đe dọa của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rõ ràng hơn là chúng ta có thể nghĩ là chúng ta không phải trong một cái tình trạng mâu thuẫn gì cả. Bởi vì chúng ta không muốn ông Tập Cận Bình tìm cách nghĩa là đánh cạn đánh bạc và liều lĩnh trong cái chuyện mà lấy Đài Loan. Tôi nghĩ Tổng thống Biden đúng và Nhân viên của ông là khờ dại ngu xuẩn đó ông dùng chữ nấc tức là gì? Mà anh không biết gì cả. Tổng thống nói mới là đúng. Đó. Thì đó là cái chuyện mà gây tranh cãi sáng ngày hôm nay ở chính trường Đông Á. Rồi cũng sáng ngày hôm nay ông Biden bồi thêm một cú nữa ở tại Tokyo đó là ông thông báo nghĩa là thành lập một cái gọi là liên minh kinh tế Châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương có tên là Indo-Pacific Economic Framework viết tắt là IPEF, đọc là IREP. Thì cái liên minh này nó có thể nói là thay thế cho cái TPP trước đây của ông Obama đưa ra rồi khi mà ông Trump lên ông bỏ, thì bây giờ ông Biden à, mở lại cái này, thì nó bao gồm 13 quốc gia, trong đó có Mỹ này, Nhật này, Đại Hàn này, ừ. Ấn Độ, này, Tân Tây Lan này và uh, Úc này là 6 và 7 nước ở Đông Nam Á. Trong khối ASEAN có 10 nước thì chỉ có Lào, Campuchia và Miến Điện là không được mời. Còn lại 7 nước còn lại được mời, tổng cộng 13 nước. Và ở phía Đông Á thì Đài Loan không được mời. Đó. Thì ngay khi mà nghe cái, cái 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 lập ra cái liên minh này, cái liên minh kinh tế này nếu mà hình thành sẽ kiểm soát 40% GDP của cả thế giới. Đấy giống như TPP. Thì ông Vương Nghị Ngoại trưởng của Trung Quốc đã lên tiếng bảo rằng thành lập IREP này không khác nào gây bất ổn thế giới và gây chia rẽ giữa các dân tộc và nó chắc chắn sẽ thất bại đó là cái phản ứng của ông ở vương nghị và cũng trong cái chuyện ngày hôm nay thì sau khi mà ông biden tuyên bố như vậy ba chuyện chuyện thứ nhất thành lập iref chuyện thứ hai nói về đài loan chuyện thứ ba nói về nhật thì ông uông văn bân phát ngôn viên của bộ ngoại giao trung quốc cũng đã cảnh cáo lên tiếng phản đối và ông nói rằng những cái gì chưa kể đó là họp bộ tứ quạt của bộ tứ kim cương ở tại Tokyo nữa thì ông Uông Bân nói như sau Uông Bân nói như sau những cái gì mà tuyên bố mới đây của tổng thống Joe là không ai nên không ai không có bất kỳ ai hay là đừng có ai đánh giá thấp không cái ý chí mạnh mẽ không? của người dân Trung Quốc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình nên nhớ Trung Quốc có 1.4 tỷ dân Và Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ Phải tôn trọng chính sách Một Trung Quốc Tức là One China Policy Đó, đó là theo lời của ông Ông uh, Văn Bân nói như thế Tức là ý nói rằng là ông uh, Cảnh báo ông Biden trong cái chuyện này Thì đó là cái tình hình nó căng thẳng đến như thế đó thưa vị Rồi cũng ở tại Tokyo Ông Biden đi đến đó Nhưng mà bị một số người Nhật Họ biểu tình phản đối những người này nói rằng tại sao à, nước Nhật đang yên ổn ông kéo nước Nhật vô chi để rồi lộn xộn với Trung Quốc nhất là ông họp hội nghị ở uh, Kim Cương Bộ Thứ Kim Cương đó. cái Bộ Thứ Kim Cương này bao gồm Nhật Ấn Độ Úc và Mỹ thì những người biểu tình cho rằng cái thành lập Bộ Thứ Kim Cương thì có thể gây bất ổn uh, với lại Trung Quốc và cả luôn cái IPEP, IPEP luôn đó họ nói rằng là cái chương trình này là Uh, coi như là cũng gây bất ổn ở tại vùng này. Thì thực sự ra thưa quý vị, Tổng thống Mỹ đi đâu thì cũng có bị biểu tình, đa số là bị biểu tình bởi vì các chính sách của Mỹ thường thường được các chính phủ nước ngoài ủng hộ nhưng người dân chưa chắc là ủng hộ. Nhưng mà đặc biệt là bởi vì các quốc gia này quốc gia dân chủ họ có quyền biểu tình. Trở lại với tình hình ở tại Ukraine thì sáng ngày hôm nay gần 50 lãnh đạo quốc phòng trên thế giới đã họp lại với nhau ở tại Washington DC và đồng ý sẽ chuyển giao các vũ khí tối tân cho Ukraine bao gồm cái gọi là uh, cái uh, phóng máy phóng hỏa tiễn Harpoon và cả những cái hỏa tiễn để có thể bảo vệ bờ biển đó là theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin thông báo với lại các nhà báo sáng ngày hôm nay. Ngoài ra Đại tướng Mark Milley Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ cũng cho biết là chúng tôi có thảo luận sơ sơ. Với um, các nước làm sao Mà Mỹ có thể điều chỉnh cái vấn đề huấn luyện Cho quân đội Ukraine à, Để họ có thể tiếp tục chiến đấu Và đó là cái mà các bộ trưởng quốc phòng tuyên bố như vậy Nhưng mà họ không tiết lộ cho biết là Loại vũ khí tối tân đó là vũ khí gì Và cuối cùng ở miền Nam California Orange County chúng tôi Thưa quý vị thành phố lớn nhất ở đây Có công thị trưởng à, Là ông Harry Sidhu Hôm nay đã chính thức từ chức bởi vì ông này đang bị điều tra một cái vụ mà liên quan đến việc bán sân vận động Angel Stadium trị giá 320 triệu đô la. Và trong đó có những thỏa thuận bí mật mà liên quan đến thành phố. Đó. Ông Paul Mayer, luật sư của thị trường Situ nói cho một tuyên bố rằng ông thị trưởng bác bỏ tất cả những gì bảo rằng ông làm sai trái nhưng ông quyết định từ chức để có lợi cho thành phố Anaheim và để thành phố này tiếp tục là không bị những cái chuyện à, lôi thôi nó ảnh hưởng. Thì hiện nay ông Sidhu đang bị uh, FBI điều tra bởi vì có người tố cáo là trong cái gọi là bán cái sân vận động để 320 triệu đô la là ông có hưởng tiền lót tay trong đó. Và nhiều người đã lên tiếng bảo là nếu như vậy thì cái chuyện bán sân vận động này là bất hợp pháp. Và người ta đang đòi lấy lại cái sân vận động này để người ta Nghĩa là thay vì xây những khách sạn khu nhà ở thì chúng ta sẽ xây những cái khu nhà cho người nghèo ở thì đó là cái gây tranh cãi ở tại thành phố Anaheim ở ngay Orange County chúng tôi đây và thưa quý vị đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.